Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động Vinh để theo dõi trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ hai giải bóng đá vô địch quốc gia Naiup V-League 1 2022. Bằng cặp đấu giữa hai câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Topelec Bình Định. Như vậy là ở hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, đội chủ nhà, sẽ chiếm giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Có rất nhiều những sân đấu ở V-League năm nay đã nhận được sự chăm chút và thay đổi diện mạo cho điều kiện mặt sân. Sân Vinh cũng là một trong những sân được đầu tư. Nhưng có lẽ là điều kiện thời tiết trong 2 tuần vừa qua đã khiến cho mặt sân Vinh chất lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thắng lợi đầu tiên ở mùa giải mới, mùa giải mà họ được chờ đợi hơn nhiều so với thời gian trước đây. Phía trong là Olaha, không được. Sẽ có phạt góc dành cho đội chủ nhà. Ở vị trí trung phong thì Olaha trong vòng đấu đầu tiên cũng đã để lại khá nhiều ấn tượng. Cơ hội. Trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An đang không có lý do gì để đẩy cao đội hình ngay từ đầu và chơi tấn công tìm kiếm bàn thắng. Đó là cách mà họ cũng đã nhập cuộc tương đối hứng khởi. Đó là cả một sự ngạc nhiên. Trong đình của Sông Lam Nghệ An còn nhiều cầu thủ thường xuyên đá phạt, nhưng lần này là cơ hội thuộc về Quế Ngọc Hải. Rất nguy hiểm, bàn thắng dành cho Sông Lam Nghệ An. Tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà và nó đang mang lại sự bùng nổ cho các cổ động viên tại sân Vinh. Quế Ngọc Hải là người đứng trước quả đá phạt. Với nhiều người đó là một sự bất ngờ khi họ vẫn còn có Phan Văn Đức, còn Nola ở đó. Nhưng vừa rồi là một pha đá phạt miễn chê. Nhìn vào tình huống sút phạt vừa rồi thì không ai nghĩ rằng đó là một cú đá của một trung vệ. Tỷ số là 1-0. Sông Lam Nghệ An đang hướng tới trận thắng thứ 2 liên tiếp tại giải đấu lần này. Hồ Khắc Lương được sử dụng để thay thế cho Hoàng Văn Khánh. Đánh đâu? Không được. Cơ hội đã trôi qua, đó là một pha va chạm khá mạnh và có hai cầu thủ đang nằm sân. Người đang bị đau đó là Osomak Ankongho. Sau nỗ lực ngăn cản, vang vào là của Thái Thịnh. Hậu vệ của Sông Lam Nghệ An đã áp sát. Một sự cẩn trọng khi mà đội hình trước đó đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid-19. Henrio sút xa, không vào. Cơ hội rõ rệt đầu tiên dành cho đội khách ở trận đấu này. Một tình huống qua người và sau đó tung ra cú sút bằng chân trái đầy uy lực. Và đó là pha bóng mà thủ môn Văn Hoàng của Sông Lam Nghệ An cũng đã có phản xạ xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Henrio. Vào! Rất bất ngờ! Bàn thắng sắp bằng tỷ số cho câu lạc bộ Topelec Bình Định. Ngay sau khi mà Văn Hoàng xuất sắc cản phá được cú sút của Henrio thì từ một quả đá phạt góc, câu lạc bộ Topelec Bình Định lại bất ngờ có bàn thắng sắp bằng tỷ số. Một thoáng giật mình, đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng đã có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay và tỷ số trên sân Vinh được san bằng 1-1. Và vừa rồi là tình huống đá phạt góc của câu lạc bộ Topelec Bình Định. Đó là cú đệm bóng của Rafaelson. Hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng đã hoàn toàn bị bất ngờ. Chân trái vẫn còn. Cú đánh đầu là của Jamie Linh. Một lần nữa thì có lẽ là trận đấu sẽ phải gián đoạn bởi chấn thương của các cầu thủ. Đây là tình huống ngăn chặn của Thái Bá Sang đối với Henrio. Ở vòng đấu khai mạc thì Topelec Bình Định đã bị thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Rất nguy hiểm. Đó là một pha xử lý có thể nói là long ngóng của thủ môn Văn Hoàng. Jeremy Linh nỗ lực theo bóng. Và đây là một tình huống suýt chút nữa đã mang về bàn thắng cho các cầu thủ khách.
Andrio sút xa. Đó là tiếng sút xa thứ hai của Andrio trong trận đấu này. Mở sang bên phía anh đang cái trái cho Xuân Mạnh, không kịp. Quả tạt vào phía trong. Văn Hoàng lựa chọn giải pháp an toàn. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Topalami đã có bàn thắng sang bằng tỷ số từ một quả đá phạt góc. Bây giờ sẽ là một cơ hội nữa dành cho đội khách. Xuân Mạnh vẫn còn, xoay người và dứt điểm. Đó là Ola Hà. Rất khỏe. Mà không quân. Cơ hội dành cho Andrew. Và đây là Rafaelson. Bóng đã được đưa vào lưới của Sông Lam Nghệ An. Tỷ số được nâng lên 2-1. Hàng loạt những tình huống dứt điểm và cộng thêm cả chút may mắn nữa để có được những khoảng trống cho Rafaelson và Jeremy Linh phối hợp với nhau ghi bàn. Đây là trận đấu đầu tiên trên sân nhà của Sông Lam ở mùa giải năm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống đã dẫn tới bàn thắng thứ hai của Topalami Bình Định. Pha dứt điểm của Mạc Hồng Quân là không tốt, nhưng bóng lại trôi tới đúng vị trí của Andrio. Và sau đó là một phóng lập bập. Rafaelson đã chấp thời cơ và tạo điều kiện không thể tốt hơn để Jeremy Linh ghi bàn. Hai chân sút ngoại binh của câu lạc bộ Topalami Bình Định đều đã lên tiếng. Đình Hoàng rất nguy hiểm, không có bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An. Nếu xét quãng thời gian kể từ đầu trận thì vừa rồi có thể coi là pha phối hợp có nét nhất của đội chủ nhà. Nỗ lực của Đình Hoàng bên phía anh là cánh phải và pha dứt điểm đầy ngẫu hứng của Hồ La Hà, nhưng như thế là chưa đủ. Vẫn là Rafaelson. Jeremy Linh. Hồ Khắc Lương không kịp. Đó là một pha bóng mà Hồ Khắc Lương đã phán đoán và ngăn chặn tốt vùng giữa sân trước khi mở ra cơ hội cho Abdul Basit. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.